Vâng, shop lại gửi lời chào các bác. Thì hôm nay bên shop lại mới về cái mẫu cuốc xẻng đa năng này rất nhiều để gửi tới các bác trong tất cả các công việc đều cần dùng đến nó. Thì như các bác nhìn đây là một chiếc xẻng hoàn thiện nhé. Nó có chiều dài là độ trên 1 mét đấy ạ. Em chưa đo cụ thể đâu, nhưng mà nó có 4 đốt nhé. Thì một chiếc xẻng mới thì khi các bác mới mua về nó sẽ nằm ở trong một cái hộp như thế này. Thì đây là em mới lắp qua cái đầu của xẻng mình nhá. Đây, mới mua về nó sẽ gập như này và được nằm ở trong một chiếc hộp. Thì mỗi một chiếc xẻng này thì nó sẽ có 4 đốt này. Nó sẽ có 4 đốt. Thì trên màn hình thì nó là cái xẻng rồi, thì em sẽ lắp cái này nó thành cái cuốc nhé. Cái này thì các bác có thể dành vào trong tất cả các công việc. Ví dụ như các bác mà đi rừng, các bác làm nông nghiệp, các bác làm bonsai, các bác lái xe. Bác nào nếu mà có một chiếc xẻng như này thì vô cùng là tiện lợi này. Các bác nhìn đây là phần này để các bác đi rừng nhá. Nếu mà cần cưa thì các bác sẽ cưa. Còn nếu như cần chặt thì bên này là lưỡi dao, các bác chặt này. Còn phần này là thì là lưỡi cuốc và lưỡi xẻng. Đây là cái mở bia này, các bác có thể mở bia luôn vào đây này. Đấy. Trên bề mặt của nó là đã có 4 tác dụng rồi nhá. Và đây là một cái ống đầu tiên gắn liền vào cái xẻng cuốc. Nếu như các bác mà dùng làm bonsai thì các bác chỉ cần 2 đốt thôi là đã có thể làm bonsai được rồi. Tùy thuộc theo các bác muốn dùng nó ở độ dài bao nhiêu nhá. Đây là cái mẫu xẻng to, xẻng cuốc, xẻng đẹp. Thì bên em có 2 mẫu, một mẫu là nhỏ hơn cơ. Thì hôm nay em chỉ giới thiệu cái mẫu to như này thôi. 1 đốt đầu tiên này, còn trong này là 2 đốt, em bỏ ra 5 lốt này. Và đi cùng với cái mẫu cuốc xẻng này rất là đa năng nhá. Nó có một lưỡi dao này và có phần quẹt lửa nhé. Đây là cái lưỡi dao này các bác này. Một chút nữa em sẽ lắp thử luôn cái lưỡi dao để cho các bác này được tham khảo nhé. Đấy, em sẽ lắp mà một cái lưỡi dao nó có tác dụng quẹt lửa này. Và đây nó là cái trong này nó có một cái tô vít nhé. Khi mà các bác mà đi lái xe dọc đường mà cần phải tháo ốc hay là gì đó thì đây đã có một cái tô vít nhé. Các bác lắp vào đây này. Đấy, rất là tiện lợi nhá. Còn đây là cái phần đuôi của cái xẻng này. Các bác có thể dùng để quẹt lửa nhé. Một con dao này, nếu các bác đi rừng quên không đem dao, quên không đem lửa thì đã có lửa qua con dao này. Đấy. Con dao này thì cực kỳ là sắc bén nhé. Nếu mà các bác làm vườn thì có thể dùng chiết ghép cây luôn được. Cưa thì cũng có lưỡi cưa đây. Đây các bác nhìn con dao này, vô cùng là sắc bén. Đây là cái phần mở bia này. Đấy, một con dao đầy đủ, nếu mà đi rừng nhá, cũng có thể sử dụng luôn. Thực sự là nó rất chỉ là hữu ích và nhiều tác dụng. Nếu như không mang lửa đi theo thì các bác có thể quẹt lửa. Các bác thấy không ạ? Rất chi là đơn giản và dễ dàng nhá. Đấy, rất chi là đơn giản và dễ nhá. Thì đây là một chiếc xẻng thông minh. Như các bác nhìn đây thì hôm nay em chỉ chi tiết với các bác một kích cỡ này thôi. Một chiếc xẻng thông minh này, đây là phần cán đuôi và khi mà sử dụng xong mà không cần sử dụng nữa nhé, các bác có thể tháo ra và cất đi. Các bác có thể tháo ra và cất đi này. Đấy. Lại tháo ra và cho vào trong này nhé để cất đi. Còn cái tô vít này thì các bác cũng tháo ra và cho vào trong này cất đi. Đây là phần đuôi của cái cán xẻng này. Đấy, em sẽ nối tất cả các khớp vào với nhau nhé. Để sử dụng một chiếc cuốc xẻng hoàn thiện thì sẽ lắp hết vào. Sẽ lắp hết vào như thế này. Tùy thuộc theo mức độ các bác mà muốn sử dụng nó ở cái mức độ nào nhé. Cao hay thấp hay là vừa phải. Đấy, như này là ok nhá. Cái trọng lượng của chiếc cuốc xẻng này nó lên tới 1 kg đấy các bạn, hơn 1 kg, rất chỉ là nặng và chắc chắn. Nói chung là hàng vừa mới về em chưa cân cụ thể. Thì hẹn với các bác một cái video để cân cụ thể nhé. Nếu như các bác mà muốn dùng tới đây thôi thì các bác tháo 1 đốt này ra cất đi này. Tháo cái này ra cất đi. Có thể cất 1 đốt đi nhá. Rất chi là tiện lợi. Và nó nhiều tác dụng trên một chiếc cuốc xẻng như này. Lắp luôn chuôi vào đây. Đấy, ok, cất 1 đốt đi. Đây, các bác thấy sao ạ? Một chiếc cuốc xẻng rất chi là thông minh nhá, hàng chuẩn đẹp. Thì các bác mà đang cần cái mẫu này thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295. hoặc 0865692498. Đó là hai số điện thoại chính của bên em. Có Zalo, có Facebook, các bác có thể kết bạn để xem hình trước khi đặt hàng. Thế thì bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác mà quan tâm, yêu quý thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký để ủng hộ kênh. Để mỗi lần em làm video về những cái sản phẩm khác nhau, các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.